Mến chào quý vị khán giả đang đến với bản tin chuyển đổi số, chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Sau đây, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin chuyển đổi số ngày hôm nay. Thưa quý vị, cùng với các tỉnh thành trên cả nước, Tây Ninh hiện đã và đang nỗ lực quyết tâm trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, bên cạnh những kết quả tích cực thì hiện vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện nay, mặc dù có nhiều cải thiện, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở một số sở ngành, ủy ban nhân dân các cấp còn thấp. Trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn xảy ra tình trạng trả hồ sơ cho người dân và yêu cầu bổ sung nhiều lần. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết vẫn còn xảy ra tại các cấp chính quyền. Việc tái sử dụng dữ liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ công chức viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân thiếu nhiệt tình, trách nhiệm không cao. Các chỉ số thành phần liên quan đến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, CPAP, theo đánh giá vẫn còn thấp so với các địa phương khác. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, tạo áp lực lớn cho các sở ngành phải thường xuyên thống kê, rà soát thủ tục. Việc kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống của một số bộ ngành chưa được thông suốt hay bị lỗi. Thưa quý vị, hiện nay xu hướng người tiêu dùng ít sử dụng tiền mặt mà thay vào đó là sử dụng các hình thức thanh toán số như quẹt thẻ, sử dụng ví điện tử, mã QR ngày càng nở rộ. Theo đó, người tiêu dùng khi mua sắm các món hàng từ bó rau, con cá ở chợ hay siêu thị đều tận dụng sự tiện lợi của thanh toán số qua việc quét mã QR hoặc quẹt thẻ một cách nhanh chóng tiện lợi. Từ sau mùa dịch đến nay, lượng khách hàng thanh toán khi mua hàng hóa tại siêu thị Co.opmart bằng hình thức không sử dụng tiền mặt ngày càng phổ biến, mỗi ngày chiếm khoảng 20-25%. Khách hàng thường thanh toán bằng thẻ hoặc hình thức ví điện tử, chuyển khoản. Hiện các kênh mua sắm online của Co.opmart cũng như Co.opmart Tây Ninh đang triển khai rất đa dạng. Ngoài các kênh truyền thống như là đặt hàng qua điện thoại, trên fanpage, siêu thị đang triển khai 3 kênh chính là app Sài Gòn Co.op, app Co.op Online, Zalo OA. Thanh toán không dùng tiền mặt đem đến cho người tiêu dùng nhiều khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn như voucher, hoàn tiền, tích điểm. Cũng bởi vậy mà những năm qua, việc mua sắm trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt đã nở rộ, đã trở thành thói quen của không ít người tiêu dùng. Để tạo thuận lợi nhất cho người dân, lực lượng công an phường 1 thành phố Tây Ninh đã và đang nỗ lực thu nhận hồ sơ cấp căn cước định danh điện tử, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời có nhiều giải pháp để hạn chế ùn tắc, quá tải khi công dân đến làm thủ tục. Để phục vụ nhu cầu của người dân, cán bộ công an phường 1 luôn làm việc với tinh thần vì nhân dân phục vụ, làm hết việc chứ không hết giờ. Cùng với việc cấp căn cước, cán bộ công an còn tích cực tuyên truyền, vận động để giúp người dân sớm được thụ hưởng những tiện ích, quyền lợi mới từ luật căn cước. Theo đó, luật căn cước tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền luật căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử góp phần là cầu nối tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, giúp cho người dân trên địa bàn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của luật căn cước và đồng tình ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an phường 1 trong quá trình triển khai thực hiện. Thưa quý vị, hiện nay huyện đoàn Dương Minh Châu đã triển khai các giải pháp về tích hợp số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện. Trong đó, huyện đoàn đã triển khai tại 3 địa điểm: khu căn cứ rừng lịch sử xã Trà Là, di tích cây Ba Thứ xã Phước Ninh, khu căn cứ suối Môn của xã Phan. Công trình số hóa có ý nghĩa về văn hóa tinh thần, giúp đoàn viên thanh niên, nhân dân và du khách tiết kiệm thời gian, tiện lợi trong việc chủ động tìm hiểu thông tin du lịch, đồng thời giảm chi phí so với những cách tuyên truyền quảng bá du lịch truyền thống khác, đặc biệt phát huy được vai trò của thanh niên là nòng cốt đi đầu trong chuyển đổi số. Hiện tại, sau khi được tích hợp những nội dung này, các bạn đoàn viên cũng thường xuyên đến để thông qua mã QR. Các bạn nắm được thông tin về các khu di tích, góp phần cho công việc tuyên truyền, giới thiệu đến bạn bè các tỉnh thành khi ghé thăm các di tích lịch sử ở huyện Dương Minh Châu. Bên cạnh đó, huyện đoàn trong năm 2024 cũng đã thành lập được đội hình tuyên truyền viên của đoàn tại các khu di tích lịch sử. Đây cũng là một trong những hoạt động chuẩn bị của đoàn, góp phần trong việc số hóa các nội dung cũng như là thực hiện chuyển đổi số ở địa phương.
Bánh tráng Tân Diên đã trở thành một trong những sản phẩm có mặt ở nhiều thị trường nhờ việc nâng tầng sản phẩm, đặc biệt là ở khâu sản xuất từ nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn, đồng thời áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, ứng dụng chuyển đổi số. Theo chia sẻ của anh Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Nhiên, hiện tại doanh nghiệp đã có những phần mềm riêng. Ngoài ra luôn luôn cập nhật và thay đổi các quá trình ứng dụng chuyển đổi số để cắt giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Nhờ vào lợi thế về giá cả, đồng thời nhà máy sản xuất bánh tráng đạt chuẩn với quy trình hiện đại khép kín, nguồn nguyên liệu sạch, có nguồn nguyên liệu sạch và hoàn toàn không sử dụng hóa chất, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Hiện nay, các sản phẩm bánh tráng của công ty không chỉ dừng lại trong nước mà còn chinh phục được các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Úc và Mỹ. Để có được câu chuyện xuất khẩu chính ngạch dễ dàng, từ những ngày đầu thành lập, Tân Nhiên đã chú trọng làm ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn của thế giới như ISO 22000 và chứng nhận FDA của Mỹ FSSC 22000. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển đổi số hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào số phát sóng tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.